nhân dân thành phố Phúc Yên. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, trong không khí vui mừng phấn khởi cùng cả nước chuẩn bị đón chào năm mới năm 2024, sau khi báo cáo được sự đồng ý của Thành ủy Phúc Yên, hôm nay Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trương Nghị long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 thành lập phường Trương Nghị. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển của phường Trương Nghị. Đây là niềm vinh dự, phấn khởi, tự hào của Đảng bộ và nhân dân phường Trương Nghị. Về sự chỉ đạo, động viên, chia vui cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trương Nghị, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đại biểu thành phố Phúc Yên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Phúc Yên đến ban nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Anh Dũng, phó bí thư chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên đề nghị ban nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Thông, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Bình, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Phúc Yên phụ trách phường Trương Nghị. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lưu Văn Giang, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức thành phố. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Cường, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị thành phố Phúc Yên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đàm Xuân Quỳnh, ủy viên ban thường vụ, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thành phố. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố đã nghỉ hưu trên địa bàn phường, các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, các phòng ban đoàn thể của thành phố, các đồng chí phóng viên báo đài phát thanh thành phố về dự và đưa tin, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu các xã phường, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường trong địa bàn thành phố đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường, các đồng chí đảng viên 55 tuổi đảng trở lên đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu phường Trương Nghị, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Duy Đông, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Ngôn, phó bí thư thường trực đảng ủy, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Trung Thành, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí thường trực đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường, các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ phường, các đồng chí trưởng phó các đoàn thể, chủ tịch hội đặc thù, cán bộ công chức nhân viên của phường, đại biểu hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn, đại diện các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các đồng chí là cán bộ công chức đã chuyển công tác, các đồng chí nguyên là bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố qua các thời kỳ, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố đương nhiệm. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, trong niềm vui chung hôm nay, sự có mặt của các đồng chí thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm lớn vì sự phát triển chung đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trương Nghị, đồng thời là niềm động viên, cổ vũ, sự khích lệ để phường Trương Nghị tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào đón và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các đồng chí. Năm 2023 là mốc son đánh dấu quá trình xây dựng và phát triển của phường Trương Nghị sau 20 năm thành lập. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trương Nghị đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương với tinh thần đoàn kết,
cần cù, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn. Ghi nhận những thành tích xuất sắc ấy, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Đảng bộ và nhân dân phường Trương Nghị nhiều phần thưởng cao quý. Để ôn lại truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trương Nghị trong suốt quá trình phấn đấu, xây dựng và phát triển, đặc biệt là kết quả đạt được sau 20 năm thành lập, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đinh Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Trương Nghị, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường lên đọc diễn văn kỷ niệm 20 năm thành lập phường Trương Nghị. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên. Kính thưa đồng chí Đào Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phúc Yên. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tiến Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí. Hòa trong không khí phấn khởi của cả nước chuẩn bị đón chào năm mới, đón xuân Giáp Thìn năm 2024. Sau khi báo cáo được sự đồng ý của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên, hôm nay Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trương Nghị long trọng tổ chức kỷ niệm gặp mặt 20 năm thành lập phường Trương Nghị ngày 1 tháng 1 năm 2004, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây là một sự kiện chính trị có hết sức ý nghĩa, hết sức quan trọng, đánh dấu một chặng đường xây dựng và phát triển của phường Trương Nghị, là niềm vinh dự, phấn khởi, tự hào của Đảng bộ và nhân dân phường Trương Nghị. Thay mặt Đảng bộ và chính quyền và nhân dân của phường Trương Nghị, xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phúc Yên, đồng chí Nguyễn Tiến Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã về nghỉ hưu trên địa bàn, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của thành phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của phường Trương Nghị qua các thời kỳ, các quý vị đại biểu, khách quý về dự buổi gặp mặt kỷ niệm hôm nay, xin được trân trọng gửi tới các đồng chí lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, ngày 9 tháng 12 năm 2023, Chính phủ đã ban hành nghị định 153, thị xã Phúc Yên được tái lập và mở rộng trên cơ sở điều chỉnh địa giới của huyện Mê Linh và chính thức đi vào hoạt động theo địa giới hành chính mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, gồm 5 phường của 4 xã. Phường Trương Nghị được chính thức thành lập ngày 1 tháng 1 năm 2004 và là phường của thị xã Phúc Yên đúng bây giờ nay là thành phố Phúc Yên. Phạm vi của phường Trương Nghị được thiết lập bởi một phần của khu C, khu D và toàn bộ khu Hợp Tiến và 4 khu Tháp Biểu. Đây là một dấu ấn lịch sử, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trương Nghị đã luôn nêu cao tinh thần giữ nước, cách mạng cùng với nhân dân các phường trên địa bàn vượt qua khó khăn để xây dựng, đổi mới và cùng thành phố phát triển. Thưa toàn thể các đồng chí, cách đây 20 năm, những ngày đầu thành lập phường còn muôn vàn khó khăn thách thức, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa quan trọng để phát triển phường Trương Nghị. Đó là khắc phục khó khăn ban đầu về mọi mặt, hai là tranh thủ sự lãnh đạo giúp đỡ của Thành ủy và các phòng ban của thành phố, ba là tập trung phát huy nội lực, tranh thủ các quần lực bên ngoài, bốn là không ngừng nâng cao sức chiến đấu của Đảng, năm là gìn giữ bảo đảm trật tự an toàn trên địa bàn phường. Với quyết tâm vượt khó, linh hoạt, sáng tạo, không ngừng đổi mới, nỗ lực vươn lên, trong 20 năm qua, phường Trương Nghị đã có những bước phát triển vượt bậc. Kinh tế trên địa bàn luôn luôn được tăng trưởng và dần dần ổn định. Thu ngân sách địa phương, ngân sách của phường ổn định, góp phần đưa phường trở thành một trong những phường trọng điểm của thành phố Phúc Yên. Năm 2024, tổng thu ngân sách của phường chỉ đạt 3,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2015-2020, tổng thu ngân sách đạt 32,6 tỷ đồng. Tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2005-2010 và gấp 4 lần so với giai đoạn 2010-2015. Riêng năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn phường đạt trên 20 tỷ đồng.
phường đã tập trung khai thác nhiều dự án đầu tư trọng điểm phát triển đô thị, huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị, điện nước, giáo dục, khu vui chơi giải trí. Khu trung tâm phường được quan tâm đầu tư phát triển, diện mạo đô thị của phường Trương Nhị có nhiều thay đổi và khởi sắc. Các loại dịch vụ phát triển từng bước đã trở thành các ngành mũi nhọn tổng giá trị sản xuất. Các ngành dịch vụ giai đoạn 2015-2020 đạt 32,7 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2010-2015. Các cửa hàng tiện ích được phát triển đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các cơ quan doanh nghiệp cũng phát triển cung ứng cho nền kinh tế và đã có nhiều dự án lớn của thành phố được đầu tư trên địa bàn của phường. Song song với sự phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa có nhiều tiến bộ, chất lượng quy mô giáo dục đào tạo có nhiều đổi mới, sự nghiệp y tế chăm sóc sức khỏe của nhân dân được đặc biệt quan tâm, và đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, an sinh xã hội, chất lượng đời sống của nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư về đầu tư với phường Trương Nhị. Ở bên cạnh việc phát triển xã hội, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, gắn liền với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng được tăng cường và gắn liền với đẩy mạnh với phong trào phòng chống tham nhũng tiêu cực, giữ vững kỷ cương kỷ luật và các nguyên tắc của đảng. Đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng được trưởng thành, nâng cao năng lực trình độ đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đổi mới. Đội ngũ cán bộ đảng viên và đã không ngừng trưởng thành, nâng cao các trình độ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày được phát triển và vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, các cấp ủy đảng viên được tăng cường. Công tác xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu lực, hiệu quả đã được gắn với công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai đồng bộ. Các chủ trương, các nhiệm vụ phát triển luôn luôn được lấy người dân, các doanh nghiệp và các mục tiêu phấn đấu là trung tâm, là đối tượng để phục vụ các hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường có nhiều phương thức thay đổi, phát huy vai trò hiệu quả, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực. Đảng bộ và cả hệ thống chính trị luôn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể nói những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân phường Trương Nhị đã đạt được trong những năm qua đã tạo nên một vị thế mới cho phường, có phần quan trọng vào thành công chung của thành phố Phúc Yên. Ghi nhận những thành tích và cố gắng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân của phường Trương Nhị trong suốt 20 năm qua, đảng và nhà nước đã tặng cờ thi đua của chính phủ cho cán bộ đảng viên và nhân dân phường Trương Nhị. Các tập thể và cá nhân đã được nhận những giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các ban ngành và của tỉnh và của thành phố Phúc Yên. Trương Nhị có được sự phát triển như ngày hôm nay, đảng bộ và nhân dân của phường Trương Nhị luôn luôn trân trọng biết ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của thành phố Phúc Yên, nguyên lãnh đạo của phường qua các thời kỳ đã luôn luôn động viên, giúp đỡ, ủng hộ, và trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các phường bạn luôn luôn gắn bó, chia sẻ, hỗ trợ và phát triển. Bên cạnh đó là những sự đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân và con em của phường Trương Nhị trên mọi miền tổ quốc. Thay mặt cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc của phường, tôi xin được trân trọng biết ơn sâu sắc công lao đóng góp quan trọng này. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, 2 năm qua mặc dù Trương Nhị đã đạt được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực so với yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, thì nhiệm vụ xây dựng phường Trương Nhị trong thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm. Trước mắt là chúng ta phải thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ tư nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, và để đạt được những mục tiêu này trong thời gian tới, đảng bộ và nhân dân phường Trương Nhị phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, các cái giải pháp theo nghị quyết của đại hội đảng của phường Trương Nhị lần thứ tư nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất là tăng cường công tác chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị hiệu quả hiệu lực, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng chống tham nhũng quan liêu tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, kiên quyết loại bỏ những bệnh quan liêu phiền hà cửa quyền và củng cố tăng cường lòng tin của nhân dân với đảng với chính quyền, nghiêm túc triển khai thực hiện vận dụng linh hoạt sáng tạo hiệu quả các nghị quyết các chủ trương đúng đắn của đảng và pháp luật của nhà nước qua bản kiện toàn phường. Thứ hai là đẩy mạnh và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển tại địa phương, tiếp tục xây dựng và mở rộng các ngành nghề kinh doanh tập trung xây dựng phường kinh nghị thành phường trọng điểm của thành phố Phúc Yên. Thứ ba, chú trọng phát triển toàn diện trong lĩnh vực văn hóa xã hội, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng trong giáo dục và đào tạo, tiếp tục triển khai các quy hoạch xây dựng đô thị và xây dựng nếp sống văn minh, tăng thu nhập phúc lợi cho người dân theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ của thành phố Phúc Yên và đại hội đảng bộ phường đã đề ra. Thứ tư là tăng cường công tác củng cố quốc phòng an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của phường. Thứ năm là quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng các mô hình làm theo Bác có hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Kính thưa tổng các đồng chí, Trương Nhị là một phường trẻ trong quá trình đô thị mạnh mẽ nên việc phát triển còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Trương Nhị phải đoàn kết nhất trí đồng lòng có quyết tâm chính trị cao để vượt qua. Thay mặt cho đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc của phường Trương Nhị, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên công chức người lao động và lực lượng vũ trang các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn phường nhân dân phường Trương Nhị phát huy truyền thống yêu nước tinh thần cách mạng bản lĩnh trí tuệ đoàn kết thống nhất chung sức chung lòng nêu cao ý chí tự lực tự cường khát vọng vươn lên phát huy các việc đã làm được và nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ tư là phấn đấu xây dựng phường Trương Nhị thành một trung tâm kinh tế xã hội của thành phố Phúc Yên. Trên chặng đường mới, đảng bộ nhân dân phường Trương Nhị mong muốn được nhận sự quan tâm giúp đỡ của thành ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban thành phố Phúc Yên, các phòng ban và các đơn vị bản trong công tác hoạt động và những người con của quê hương Trương Nhị đang công tác trên mọi miền của tổ quốc để xây dựng phường Trương Nhị phát triển về mọi mặt. Với tình cảm sâu sắc, một lần nữa thay mặt cho đảng ủy, đảng bộ và nhân dân của phường Trương Nhị xin được chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý đã về dự buổi gặp mặt hôm nay nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới, đón xuân Giáp Thìn năm 2024. Xin được trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu lời chúc năm mới tốt đẹp, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, Trương Nhị được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2004. Từ một phường thu nhập còn thấp, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội còn bất cập, đội ngũ cán bộ thiếu, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trương Nhị, sau 20 năm, Trương Nhị đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có được thành tích trên là nhờ sự đóng góp rất lớn của các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ. Trong buổi gặp mặt kỷ niệm long trọng này, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Bình, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy của thành phố Phúc Yên. Thưa các đồng chí lãnh đạo của thành phố cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các bác các đồng chí,
Thực ra hôm nay thì bản thân tôi cũng rất là vinh dự và xúc động khi được các đồng chí nhớ và mời đến chúng tôi để có một vài cái tâm sự, là những người vừa là trong cuộc, vừa là nhân chứng lịch sử đặt nhân vật đầu tiên cho phường Trương Nghị kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2004, sau khi mà chia tách cho đến ngày hôm nay. Trước hết cho phép tôi được gửi tới tất cả các đồng chí lãnh đạo của thành phố, toàn thể các đồng chí, các đại diện các ban ngành cùng toàn thể các bác, các đồng chí có mặt trong buổi chiều hôm nay, kính chúc các bác, các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành cái trọng trách được giao, và gia đình an khang thịnh vượng nhân dịp năm mới sắp về. Xin chân thành cảm ơn. Thưa các bác, các đồng chí, khi chia tách phường thì phường Trương Nghị chúng tôi là có 4 đồng chí cán bộ của thị trấn cũ. Bác Tịnh là bí thư, tôi về làm chủ tịch. Anh đồng chí Trường thì về làm phó chủ tịch, và đồng chí Tùng là cán bộ địa chính. Số còn lại thì hầu như là phát triển tại địa phương đưa lên. Và cho đến hôm nay thì chúng tôi cũng thấy là rất phấn khởi, tự hào. Cái bộ mặt của phường Trương Nghị là đã thay đổi rất là nhiều, mà trong đó như vậy là những cái chủ chốt ban đầu thì tôi thấy rằng như vậy là lúc đó chúng tôi cũng mạnh dạn đề ra những cái khẩu hiệu chiến lược, đó là đưa phố về làng. Từ một cái làng phát miếu chủ yếu là chăn nuôi lợn, thậm chí còn thả rông và làm bún để sinh sống, để cho đến bây giờ chúng ta thấy cái bộ mặt của phường Trương Nghị đã rất khang trang. Cái đội ngũ cán bộ của phường Trương Nghị cũng đã trưởng thành, các cháu là kế tiếp cái sự nghiệp này và từng bước đã có những cái tiến bộ rất là rõ rệt. Thưa các bác, các đồng chí, chúng tôi rất cảm động và cũng thấy được rằng 20 năm là một cái quá trình lịch sử tuy không dài nhưng cũng đủ để đánh dấu một cái bước trưởng thành của đảng bộ và nhân dân phường Trương Nghị. Đây là cái sự cố gắng chung của các cái thế hệ lãnh đạo. Các đồng chí ngồi đây đối với chúng tôi là đều góp một phần nhỏ nhỏ vào cái công cuộc xây dựng và đổi mới. Tôi nghĩ rằng cái công lao đóng góp này trước hết có sự lãnh đạo của đảng, nhất là cái sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí đảng ủy, rồi là ủy ban nhân dân thị xã, và nay là thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên, cộng với cái sự chỉ đạo giúp đỡ và tạo điều kiện của các ban ngành đoàn thể thành phố, cũng như sự cố gắng nỗ lực của đảng bộ và nhân dân phường Trương Nghị, cho nên là hôm nay chúng ta thấy là có một cái kết quả rất là khả quan và rất là đáng phấn khởi. Chúng tôi cũng rất tự hào vì từng bước địa phương chúng tôi đã phát triển và góp một cái phần nhỏ nhỏ vào xây dựng đối với cái mặt bằng chung của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như là của đất nước. Không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết rằng là xin chân thành cảm ơn các bác, các đồng chí đã quan tâm chỉ đạo đối với phường chúng tôi. Và một lần nữa thì xin được kính chúc các bác, các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giúp đỡ đối với phường Trương Nghị của chúng tôi, sao cho như vậy là hòa nhập được với cái tình hình chung của đất nước và cái sự tiến bộ chung, tình hình chung. Một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe các bác, các đồng chí, các đồng chí lãnh đạo địa phương, và xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, trong quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt từ khi thành lập đến nay, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trương Nghị luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng ban thành phố để Trương Nghị giành được nhiều thành tựu to lớn. Về dự buổi gặp mặt kỷ niệm hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Tiến Thông, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đào Anh Dũng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí. Hôm nay đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường Trương Nghị long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập phường Trương Nghị. Thay mặt thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách quý,
cùng toàn thể các đồng chí lời chào, lời chúc mừng, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, phường Trương Nghị là một đô thị trẻ được hình thành và phát triển đến nay đã tròn 20 tuổi. Trong suốt chặng đường phát triển, Trương Nghị vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống vốn có, xen kẽ các công trình hiện đại, văn minh, là vùng trọng điểm kinh tế của thành phố Phú Yên. Kể từ khi thành lập đến nay, phường Trương Nghị trước đây là địa bàn thuần nông nghiệp, dịch vụ và làng nghề nay đã chuyển dần sang dịch vụ phát triển trọng tâm vào thương mại dịch vụ và góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Phú Yên. Sau 20 năm thành lập và phát triển, được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo và các phòng ban ngành của thành phố, đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trương Nghị đã nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, kể từ khi thành lập đến nay, với vị trí là phường trọng điểm của thành phố, nhiều năm liền Trương Nghị có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, thu ngân sách trên địa bàn tăng cao những năm gần đây. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2020 đạt 41 tỷ đồng, bình quân tăng 8,6%, tăng 54% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường chuyển dịch mạnh theo hướng tăng giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Đến nay, Trương Nghị vẫn là đơn vị phát triển tốt về thương mại và dịch vụ của thành phố. Trên địa bàn, hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của phường sau khi thành lập cũng đạt được những kết quả quan trọng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Ghi nhận các việc làm được của đảng bộ, năm 2021, chính quyền và nhân dân phường Trương Nghị đã vinh dự được nhận cờ thi đua của chính phủ. Năm 2022 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là niềm vinh dự tự hào, là dấu ấn tốt đối với cán bộ và nhân dân trong phường trong suốt những năm qua. Trương Nghị là một đô thị trẻ, vì vậy ngay sau khi được thành lập, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban phường đã quan tâm quy hoạch và phát triển phường trong tương lai. Lãnh đạo phường đã chủ động nghiên cứu, bàn bạc, báo cáo và đề xuất với ban thường vụ thành ủy xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề để phát triển phường, từng bước xây dựng phường đạt các tiêu chí của đô thị loại 3. Đây là một chủ trương đúng, một khát vọng chính đáng và cũng là mục tiêu phát triển của phường. Thưa toàn thể các đồng chí, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ tư và nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, song đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trương Nghị đã đoàn kết thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, thành phố. Ban chỉ đạo thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đã hạn chế thấp nhất các thiệt hại do dịch gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và đời sống của nhân dân. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, những đóng góp to lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trương Nghị vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố trong những năm qua. Đề nghị các vị đại biểu nhiệt liệt chúc mừng và cho một tràng tay. Thưa các quý vị đại biểu, kỷ niệm 20 năm thành lập phường Trương Nghị cũng là dịp để đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường nhìn lại một chặng đường xây dựng và phát triển, để tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cần cù sáng tạo, tập trung nghiên cứu, tìm giải pháp xây dựng phường Trương Nghị ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Nhân dịp này, tôi đề nghị đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trương Nghị là bám sát các chủ trương, nghị quyết của đảng, các nhiệm vụ chính trị của thành phố, cần quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, rà soát nghiên cứu để kiến nghị điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cả những năm trước mắt và lâu dài. Trọng điểm tập trung nghiên cứu và phát triển, triển khai thực hiện quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị như hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, nghĩa trang, cây xanh, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, triển khai xây dựng hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đã được phê duyệt. Thường xuyên quan tâm phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở đến các thôn tổ dân phố ngày càng trong sạch vững mạnh. Thứ hai, đối với các phòng ban chức năng của thành phố, thống nhất nhận thức quan điểm Trương Nghị là đô thị trẻ của thành phố, là đơn vị hành chính trung tâm trong tương lai,
Việc lãnh đạo chỉ đạo huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng phường Trinh Bình không chỉ là trách nhiệm riêng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường, mà còn là trách nhiệm chung của cả thành phố. Xây dựng và phát triển phường Trinh Bình phải nằm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị của thành phố. Các phòng ban chức năng cần thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tham mưu đề xuất với thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố có cơ chế chính sách để đầu tư xây dựng phát triển phường Trinh Bình. Thứ ba là nhớ lời dạy của Bác, học tập và làm theo lời Bác. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội từ phường đến các thôn tổ dân phố cùng đoàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và làm theo Bác có hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần xây dựng phường Trinh Bình ngày càng giàu đẹp và phồn vinh. Thưa các quý vị đại biểu, với những thành tựu mà phường Trinh Bình ngày nay đạt được sau 20 năm thành lập, tôi tin tưởng rằng đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trinh Bình tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, những thuận lợi vượt qua mọi khó khăn thách thức để tập trung xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh. Cuối cùng, nhân dịp chuẩn bị đón chào năm mới năm 2024 và mừng xuân sắp thìn, xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Về dự buổi gặp mặt hôm nay, thành ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Uyên có lãng hoa tươi thắm, xin gửi tới đồng chí. Trong không khí phấn khởi, vui mừng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trinh Bình trong buổi lễ gặp mặt long trọng hôm nay, chúng ta đã được đón đồng chí Nguyễn Thanh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Phú Yên, đồng chí Đào Anh Dũng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Phú Yên, đồng chí Nguyễn Tiến Thông, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phú Yên, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, các phòng ban của thành phố Phú Yên về dự kỷ niệm 20 năm thành lập phường Trinh Bình. Thay mặt lãnh đạo phường, tôi xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dành cho đảng bộ và nhân dân phường Trinh Bình trong suốt thời gian vừa qua. Thay mặt đảng bộ và nhân dân của phường Trinh Bình, chúng tôi xin hứa với các đồng chí lãnh đạo thành phố trong thời gian tới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trinh Bình sẽ đoàn kết một lòng, chủ động khắc phục những khó khăn, vượt qua những thử thách, tiếp tục tập trung thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ của thành phố lần thứ tư đã đề ra, cũng như đại hội đảng bộ lần thứ tư của phường Trinh Bình. Nhân dịp này, đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trinh Bình xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý đã dành những tình cảm đặc biệt cho phường Trinh Bình ngày hôm nay. Một lần nữa, xin được trân trọng kính chúc các đồng chí lãnh đạo thành phố, các quý vị đại biểu, các đồng chí khách quý và toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, chương trình gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập phường Trinh Bình đã hoàn thành các nội dung. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, ủy viên ban chấp hành, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Trinh Bình lên bế mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, trong không khí vui mừng phấn khởi cùng cả nước chuẩn bị đón chào năm mới năm 2024, hôm nay đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường Trinh Bình tổ chức trọng thể buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập phường Trinh Bình, nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vinh quang, tự hào trong quá trình xây
nhân dân. Lời đầu tiên, chúng tôi thay mặt ban tổ chức đêm giao lưu văn nghệ xin được gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và chúc cho đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường Trương Nhự được thành công rực rỡ. Biểu khách quý và toàn thể bà con nhân dân, chúng ta sẽ tới với một điệu múa một vòng Việt Nam, xin được trân trọng và kính mời.
Xin được chia sẻ và cảm ơn với tiết mục Đảng đá cho ta một mùa xuân rất là tuyệt vời tới từ đơn vị đội văn nghệ tổ dân phố số 2. Xin được chia sẻ và cảm ơn. Và món quà tiếp theo xin được trân trọng và gửi tới quý vị đại biểu và quý bà con nhân dân, đó là một bài hát tên ca Người mẹ tâm quê qua biểu diễn của đơn vị tổ dân phố số 4. Gặp lại tiếng thôi.
Xin được chia sẻ và cảm ơn tới tiết mục đơn ca của Thu Giang tới từ tổ dân phố số 4. Và tiếp theo chương trình ngày sau đây xin được chào và kính mời tất cả quý vị đại biểu quý cùng tới với đơn vị tổ dân phố số 6 qua đường phố Vũ Điệu Kết Đoàn. Thank you.
thống cuối đầu tiếp đoàn tướng của đơn vị tổ dân phố số 6. Thế thân quý vị xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý và toàn nhân dân, chúng ta sẽ tới với tiết mục Múa quê tôi qua sự biểu diễn của đơn vị đoàn thanh niên phường Trương Nhiệm. Cùng toàn thể bà con nhân dân sẽ quay trở lại với những sắc màu ngày hôm nay ở con điệu múa chiếc khăn piêu tới từ đơn vị tổ dân phố số 3. I'm not afraid of the dark.
Xin được chia sẻ và cảm ơn tới điệu nhảy chiếc khăn piêu của tổ dân phố số 3. Đêm nay sẽ là một đêm vô cùng tuyệt vời.
một đêm sẽ mang đến những kỷ niệm thật sự đáng nhớ. Quý vị ơi, giây phút này đây, xin được kết nối tất cả chúng ta có được không ạ? Chúng ta hãy sẵn sàng để trao đổi với người nghệ sĩ sẽ mang tới những ấn tượng cảm xúc mới lạ nhất. Và chính anh ấy là người đã mang đến những câu chuyện đẹp và ấn tượng cho tất cả chúng ta qua âm nhạc. Tôi sẽ lên cao và trở thành nhạc sĩ. Thank you.
Thank you.